Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 75 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 75 này là Liêu sử suy ta su mài sư hở Liêu ta sư hở chủ đề này có nghĩa là gì? Để chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Liêu sử Sui là 60 tuổi. Ta su, ta su đây là đại thúc. Mình xem mấy cái phim Trung Quốc và mình thấy một cái người nào đó gọi một cái bác một cái ông cụ nào cũng tương đối lớn tuổi rồi đó thì gọi là đại thúc tức là nếu dịch ra cái nghĩa đen của nó thì là ông chú chữ thúc đây tức là chú đại thúc là ông chú thì mình đây cũng có thể dịch như vậy cũng được ông chú 60 tuổi hay là bác 60 tuổi thì tùy lưu sử duy ta su mài <laughs> sư hở mua tứ hợp viện tứ hợp viện là một cái kiểu nhà nhà truyền thống nhà cũ nhà tương đối xưa của Trung Quốc. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ biết là cái xứ Hở Duyên là kiểu nhà như thế nào nhé. Như vậy là bác 60 tuổi à, mua tứ hợp viện. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc một lần. Mình đọc trước một lần để các anh chị nghe xem coi chúng ta đã nắm bắt được nhiều chưa, sau đó rồi mình sẽ giải thích 老容和地下四合院是中国的一种老房子。山西一个六十岁的大叔非常喜欢这种老房子，他花了五万元买了一个地下四合院，准备做民宿。 从五月开始，他已经在这个房子上花了四十五万元。很多人觉得他在这个房子上花了太多钱，但是大树说，他买这个房子是一是因为他很喜欢地下四合院。 À, thì đó là nội dung của bài. Sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Ti xa sư hở duyên Nhà tứ hợp viện ở dưới đất. Ở dưới đất đây ta hiểu là nhà mà trên mặt đất chứ không phải là nhà âm ở dưới đất ha. Không phải là cái dạng nhà mà âm ở dưới đất hoặc là đào ở dưới đất lên làm các cái tầng hầm bên dưới mà xưa hợi doanh là một cái kiểu nhà truyền thống của trung quốc đi xe xưa hợi doanh xưa trung của thời di trùng lào phẳng giờ nhà tứ hợp viện dưới đất á là một cái kiểu nhà xưa của trung quốc lào phẳng giờ là nhà xưa sư di trùng Xưa trung của thời di trùng di trùng là một loại sư trung của thời di trùng lào phẳng giờ một loại hay một kiểu cũng được À, là một kiểu nhà xưa của Trung Quốc thì đó xưa thời gian cái kiểu nhà mà mình có để cái hình ở bên dưới cho các anh chị đó và chúng ta xem phim thì chúng ta thấy rất là nhiều cái kiểu nhà hồi trước là toàn như thế này tức là nó ba bên như vậy phía đằng trước nó có cái cổng đi vào thôi cái màu đỏ đỏ phía trước này nè đó là cái cổng nè đây là cái cổng đi vô đó, cái cổng đi vô có thể xây rào tường chung quanh hết đây là cổng đi vô ở trong đây có thể là có một cái sân rộng có cái hồ nếu lớn thì trong đó có một cái hồ nước rồi có tiểu cảnh rồi có cây có gì đó nữa rồi đó là những cái là những người sống trong đây hồi xưa nó gốc là một gia đình thôi với tam đại đồng đường ví dụ thế tức là ông nội cũng ở đó rồi bố mẹ cũng ở đó rồi con gái cũng ở đó có khi cả cháu cũng ở đó luôn nhiều thế hệ ở trong cùng một cái xứ hội với anh như vậy À, thì đó là cái nhà chính đi thẳng vô thì có thể là cái nhà à, những cái người mà lớn ở trong đó rồi xong rồi con cái rồi ở hai bên rồi đó là sương hở duyên chúng ta xem mấy cái phim Trung Quốc cái kiểu nhà xưa xưa là toàn là sương hở duyên không á thì sau này thì những cái sương hở duyên là những cái nhà mà cũng tương đối có tiền mới người ta mới có được thì sau khi Trung Quốc nó giải phóng thì nó đuổi đi hết á phần lớn là như vậy cũng có một số thì không bị đuổi đi nhưng cũng tự mà đi hoặc là bán gì đó rồi nhà nước mới đuổi đi hoặc là nhiều lý do người ta rời đó rồi nó được cấp cho những người dân thường và nó cấp cho những người có thể không bà con họ hàng anh em gì thì một người một căn nhỏ 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 nó chia thành nhiều cái căn nhỏ như đó rồi và về sau này nữa thì sứ hở giới nó không còn nhiều là vì à, do dân số Trung Quốc quá đông cho nên là nó phải phá đi để nó xây thành những cái nhà cao tầng thì đó là kiểu nhà truyền thống xưa Hở Doanh. Mọi người muốn biết thêm chi tiết thì chúng ta có thể vào trong Google đánh cái ba cái chữ hán là xưa Hở Doanh này vào. Còn không chúng ta có thể viết bằng tiếng Việt và tứ hợp viện nó có trên Wikipedia thì chúng ta sẽ lên đó đọc nắm được nhiều thông tin hơn. Rồi nãy giờ nói ra ngoài cũng nhiều.

phi sản sĩ khoan cho chúng lào phản giờ là cực kỳ thích hoặc là vô cùng yêu thích cái kiểu nhà xưa này. Sang si y cơ lưu sử xây ta su phi sản sĩ khoan cho chúng phản giờ. Tiếp luôn. Tha hoa ủ quan duyên Tháo hoa ủ quan Duyện ông ấy đã tiêu tốn Từ hoa nếu danh từ là mấy cái bông hoa gì đó Rồi, nó còn nhiều nghĩa nữa Thế nhưng mà cái từ hoa ở đây là động từ Tốn bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu thời gian Đều dùng cái từ hoa này, nó là động từ Tháo hoa ủ quan Duyện ông ấy tốn hết 50 ngàn Như vậy mình có thể dịch là ông ấy đã chi hết 50 ngàn Hay là đã tiêu hết 50 ngàn Mài lơ Dĩ cơ Sư Hở đã mua một cái nhà tứ hợp viện ở dưới đất. thao hoa u an duyên cơ Sư Hở chuẩn bị cho miễn xu để chuẩn bị để làm miễn xu chữ miễn là dân chữ su là chữ túc ký túc xá túc đó là ở đó nhưng mà miễn xu đây có nghĩa là homestay cái dạng mà mình đi đâu đó du lịch và mình ở chung với với cái người dân ở đó luôn ở chung với người dân là ở cái nơi mà mình đến mình là mình du lịch đó là miễn xu ở chung và sinh hoạt chung với cùng với họ luôn ở cái kiểu hình thức như vậy homestay <laughs> sống ngủ dưới khai sử bắt đầu từ tháng năm Thai chinh trai chưa cưa lào phẳng sang Thái gì chiến bắt đầu từ tháng 5, ông ấy đã, thái gì chiến, chai là ở, trai trơ gơ là phẳng sư sang, ở trên cái căn nhà này, khoa là sư vụ an vẹn, ở trên cái căn nhà này, rồi tốn hết 450 ngàn, có nghĩa là từ bắt đầu từ tháng 5, ông ấy đã tốn hết 450 ngàn vào cái căn nhà này, hoặc là cho cái căn nhà này, nhưng trong tiếng Hoa thì nói là trên căn nhà này tốn 450 ngàn trên căn nhà này à, mình có thể dịch cho căn nhà này cũng được thay vì chiến tranh trước cơ là phản sang lò phản sửa sang hoa lời sư sử vụ duyện hành tố rất là nhiều người hoặc là có rất nhiều người cảm thấy tha trai trước cơ phản sang hoa là thay tố thay tố tức là tốn quá nhiều tiền có nhiều người cảm thấy ông ấy tốn quá nhiều tiền à, trên cái căn nhà này hoặc là cho cái căn nhà này. Hà trai trưa cưa phản chứ rằng khoa là thay toa chuyện. Ở đâu mới làm gì? Trai trưa cưa phản chứ rằng khoa là thay Tan sư là nhưng Ta su số. À, cái chú ấy nói là, bác ấy nói cũng được. Tha mài trưa cưa phản chứ. Nhưng bác ấy nói À, bác mua cái căn nhà này chứ có phản xưa y sư yên quê một là bởi vì Thá hình siêu hoan ti xa sư khởi duyên ông ấy rất thích nhà tứ hợp viện nhà tứ hợp viện và đương nhiên là nhà tứ hợp viện là ở dưới đất rồi chứ không phải là ở trên lầu được không phải ở trên nhà giống như dạng nhà chung cư được nhưng mà tại vì quen rồi thì người ta nói như thế chứ không có ti xa thì ta cũng hiểu sư hợi duyên là nhà ở dưới đất rồi y Yì ta hẳn ti xa sư hợi duyên thì một là thì phải có hai là ơ sư là hai là Yên Quay ta si hoang nửng rang rỉnh mến lại trở lại lựu dụ như vậy hai là ơ sư Yên Quay ta xì hoang bởi vì ông ấy hy vọng nẫn răng rịnh minh lại trở lý lùi dỗ có thể khiến cho người ta đến đây để du lịch tức là do cái vùng đó chắc nó cũng hẻo lánh hoặc là ít người lui tới ông ấy muốn tạo một cái động lực để có người đến du lịch rồi như vậy ông nói là ông ấy nói là hai là bởi vì ông ấy mong muốn để cho người ta đến đây du lịch nẫn răng rịnh minh lại trở lý lùi dỗ tru chai trở lì và sống ở đây xì hoan ra lì và thích nơi đây. Thì đó là nội dung chi tiết của cái phần 75 này. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần nhé. Tì xa sư hợp viện sư trung của đời y trũng lào phản xưa 山西一个六十岁的大叔，非常喜欢这种老房子。他花五万元买了这个地下四合院。 准备做民俗，从五月开始，他已经在这个房子上花了四十五万元。 很多人觉得他在这个房子上花了太多钱，但是大叔说他买这个房子，一是因为。 他很喜欢地下四合院，二是因为他希望能让人们来这里旅游，住在这里，喜欢这里。 Và sau đây nữa thì xin mời các anh chị và các bạn uh, chúng ta cùng nhau thực hiện cái phần luyện nghe, các bạn sẽ nghe mình đọc. Uh, các bạn nếu mà các bạn đã học kỹ rồi thì không cần nhìn màn hình nữa, cứ nghe, nghe nhiều lần chúng ta sẽ quen. Nghe chừng nào mà thuần thục rồi xong rồi nhớ cái nội dung và kể lại được thì xem như là thành công. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc một lần với tốc độ nhanh hơn hồi nãy một chút nha. 地下四合院是中国的一种老房子。山西一个六十岁的大叔非常喜欢这种老房子，他花五万元买了一个地下四合院，准备做民宿。从五月开始，他已经在这个老房子上花了四十五万元。 很多人觉得他在这个房子上花了太多钱，但是大树说，他买这个老房子，一是因为他很喜欢地下四合院，二是因为他希望能让人们来这里旅游，住在这里，喜欢这里。 và đến đây là mình kết thúc phần 75 chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và nhân mùa dịch bệnh này thì cũng chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua dịch bệnh nhé à, xin chào mọi người